Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái siêu phẩm HP Elite 630G9 nha mọi người. Đây là cái con mà Gen 12 sản xuất năm 2023, cực kỳ chất lượng luôn, giá thì rất là ok. Máy khá là đẹp, mình sẽ view rõ ràng cho mọi người xem cái ngoại hình, cái cấu hình mà mình báo giá chi tiết ha. Ở bên ngoài thì là quá đẹp luôn mọi người, nói chung là vỏ nhôm hết, không bị trầy xước, cấn móp gì hết. HP 4 gạch. Mẫu sản xuất 2023 thì mọi người biết rồi, là cái mẫu mới của HP. Nhìn vuông vức đẹp, mát lạnh luôn. Bên này thì có ngõ mạng LAN nè, USB, ngõ tai nghe. Máy là góc cạnh là tương đối sạch đẹp nha mọi người. Tính ra người ta sử dụng chưa được một năm và đưa về tới đây, rồi tới lượt mà tới tay mình thì cũng bây giờ là mới 2024, máy sản xuất 2023 chưa được một năm, kể cả là tới tay mọi người. HDMI nè, USB, rồi Type-C sấm sét, ngõ sạc. Máy là rất là chất lượng, đẹp ha, tại vì nó cũng không có, mình thấy là không có trầy xước hay là cấn móp gì hết để mà mình quay, cho nên là mình thấy máy vậy là khá là đẹp. Cái chỗ này thì nó xí gì này nó cũng không có đáng gì để nói, vậy thôi mọi người. Vậy là ok, giờ vô bên trong nha. Màn hình là 13.3 inch Full HD. Máy này đang hết pin cho nên là mình sạc pin cho nó thôi ha. Tại vì đó là vừa về hàng hồi chiều mọi người, cho nên đó là tối hôm nay thì mình vừa soạn được cái máy nào là mình sẽ view lên cho mọi người luôn. Cho nên là có tình trạng là mình vừa vừa sạc pin và mình vừa view như thế này để test máy luôn á mọi người ha. Nên mọi người yên tâm, máy là hoàn hảo hết. Phím là cũng đẹp nè, loa rồi là ok. Cái này là Gen 12 nha mọi người. Cái này là cái tem mà những cái Gen 12 giờ mình khởi động mình thấy nó lên cái con, mình hay gọi là cái con cáo này nè. Cái kiểu một cái gì đó cũng mới đó, mình không có rành lắm. Mà mình nghĩ là ai rành thì sẽ biết, tại vì mình thì bán buôn rồi thì mình nhập hàng rồi mình biết. Nhưng mà mấy cái này rồi là mình không biết nói thì sao hết. Mọi người tham khảo tìm hiểu thêm thì chỉ biết là zin đúng nhà sản xuất thôi. Đây 630 13 in G9 nha mọi người. Và mọi người thấy là Gen 12 nè, mà đấy là Gen 12 rồi đó, là nó nhảy lên tới 12 CPU 12 luồng lận, rất là khỏe luôn ha. Laptop mà i5 Gen 12 thì quá ok. Mọi người có thể là tại vì sản xuất 2023 là mình mua về mình sử dụng, học sinh sinh viên hay là mình sử dụng được rất là lâu dài mọi người. Máy thì cái mẫu lại đẹp nữa, một Elite Book là một trong những cái mẫu mà cũng là thời trang và cao cấp của HP. RAM 16GB. Và quan trọng là SSD là zin về 1T luôn, để mình tha hồ mà mình sử dụng nha mọi người. Xài chứa đựng tha hồ luôn. Máy là đã mẫu mới, đã đát mới rồi. Mẫu máy còn đẹp nữa. Mình có chế seri máy nè mọi người. Đây ha, seri nè. Và máy nè, sản xuất 2023 thôi, nó cũng vừa hết bảo hành đây. Nó vừa tròn 1 năm đó. Cho nên đó là mình nghĩ là máy như vậy là quá ok, không có gì mà phải bàn cãi. Hoàn hảo từ đầu tới cuối, không trầy xước không gì hết. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế nha. Mọi người dán vào thì gõ kiểu quốc tế ok. Màn đẹp, mọi chức năng là ok hết. Máy tương đối sạch đẹp. B017 này mình báo giá. Cái con siêu phẩm này giá của nó là 11 triệu rưỡi nha mọi người. Cho cái con i5 Gen 12, RAM 16, SSD 1T, 13.3 inch của HP Elite Book. Rất là chất lượng thật sự ra. Mới chỉ có 11 triệu rưỡi thôi. Mọi người mua cái con máy, nếu mà nói về mà khi mà 2023 mà người ta mua thì cũng phải là 20 mấy triệu lúc mà xuất xưởng, nó rất là cao. Cho nên là mình nghĩ là tiết kiệm được một khoản, đó là mình nói thật lòng luôn, thật lòng cái suy nghĩ của mình thôi, chứ không phải là bán rồi quảng cáo hay gì đâu. Tại vì không mà phải mã này, mình còn rất là nhiều mã, và cái i5 gì đó Gen 7, Gen 6, rồi Gen 8 rồi đầy luôn, chứ không phải là mỗi cái Gen 12 này đâu. Nhưng mà mình thấy là nó thật sự nó đáng đồng tiền cho những ai mà chọn cái mẫu mới ha. B017 11 triệu rưỡi. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình. Ai chốt thì inbox mình, luôn bao zin 100% nên mọi người yên tâm về chất lượng. Có bao cho mọi người tháo máy để kiểm tra luôn, thì thực sự ra là thợ người ta cũng, hoặc là ai mà rành á, mọi người cứ mở máy kiểm tra. Nhưng mà khi mà mọi người mở máy kiểm tra thì cứ gọi điện video cho mình để mà mình xác định với shop là có bao zin, rồi có zin như thế để mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Ai chốt thì inbox mình.